Rồi alo nha, chào anh em, hàng về nha anh em. Dạ, inox cán 50, đường kính cái vạt là 35 cm, lưới 1m hay 80 tùy ý anh em nha. Đây lưới 1m này mình về số lượng lớn nha. Anh em nào quan tâm mọi miền thì alo cho mình ship toàn quốc nha, bao ship nha anh em. Lưới 1m cho anh em xe chở con tròn rất là ok nha. Dù lưới này mình chưa bọc cán, một hồi mình bọc cán vạt rồi mình giao lại cho anh em. Đây lưới cước 80, sau 80 nha anh em. Đây lưới dù, này là sau 80. Còn anh em nào cần vô lưới 1m thì nói mình. Trên nhau có 20.000 thôi nha anh em. Cái vạt này, về cái vạt nè, vạt này rất là ưa chuộng nha. Xài rất là chắc tay, gọn, inox. Rồi cái cây này anh em thay lưới vợt rất là dễ nha, anh chị em chỉ luồn thôi. Còn hai cái cây này đỡ hai bên chữ A này rất là chắc chắn. Cây này 6 ly, cây trong 3 ly. Thay lưới là rất là ok, dễ thay nha anh em. Cây này rất là xài, rất là ngon. Đây, bắt chồn, con chồn bự gì bắt cũng được hết nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm để lo cho mình. Chào anh em.